Chào mừng các bạn đến với đời sống muôn màu channel của bà Tám Kali. Hôm nay là ngày cuối tuần rồi, Tám xin chúc cho các bạn cùng gia đình có một cuối tuần hạnh phúc và vui vẻ nha. Bây giờ là Kali đang bước vào mùa hè, trời thật là oi bức. Tất nhiên là khi mà trời nóng á thì mình nghĩ đến uống cái gì lạnh lạnh đó các bạn. Bấy lâu nay là Tám làm mà món mặn cũng hơi nhiều rồi. Hôm nay là Tám làm cái món ngọt nha, để mình uống vào cái mùa hè nóng bức này. Đó là món sữa đậu xanh lá dứa đó các bạn. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi bà Tám làm sữa đậu xanh nhé. Để chuẩn bị cho cái món sữa đậu xanh này, chúng ta gồm có lá dứa. Lá dứa này Tám mua đông đá rồi xả đá ra cắt nhỏ nhỏ để chút mình xay mình lấy nước nha. Và 400g đường, 300g đậu xanh, 2 lon nước cốt dừa. Đơn giản chỉ có bao nhiêu thôi. Món này làm rất là dễ các bạn. Bây giờ xin mời các bạn xem bà Tám làm sữa đậu xanh nha. Trước tiên đậu xanh mình sẽ ngâm trong vòng 30 phút, rồi mình rửa sạch để ráo. Cái này Tám đã ngâm 30 phút rồi nha. Và cái phần lá dứa này mình sẽ đem đi xay nha các bạn. Đổ vào đây một tí nước. Và mình sẽ lược nó vào trong một cái rây mịn nha. Thank you.
Trước tiên là mình sẽ nấu đậu xanh trước ha các bạn. Và khi chúng ta nấu thì nó sôi lên thì mình sẽ vậy cho nó đều, mình nếu mà mình không quậy đều thì nó sẽ bị có đóng cái mài dưới giống như vừa cơm trái vậy đó, nó vàng không có ngon. Ra trong thời gian làm cái này, nấu cái đậu này phải quậy trứng cá canh. Và khi nước nó sôi hạt đậu nó nở rồi lúc này là chúng ta sẽ phải giảm lửa và quậy cho nó thật là đều cay cho đến khi hạt đậu nó nát rồi mình mới đem đi xay. Thật ra khi hạt đậu nó nở mình cũng đem đi xay được các bạn, nhưng mà đôi khi có những hạt đậu nó bị chai á, thành ra mình phải nấu cho nó thật nhiều nhừ để mình xay ra nó mịn nó mới ngon. Bây giờ hạt đậu nó đã nhừ rồi ha các bạn, mình sẽ đem đi xay ra ha. Đậu mình nấu rồi đã nhừ rồi á, bây giờ mình sẽ xay lại thêm một lần nữa nha các bạn.
Giờ thì tới cái khâu mình nấu sữa nha các bạn. Tiếp theo là mình đổ vào đây một lít nước. Một lít nước ha. Khi xưa tám làm thì 2 lít nước cốt dừa mình nạo ra, mình mua dừa trái mình nạo ra, nhưng mà đây sẵn tiện có đây là 2 lon dừa tám nó khui ra đó ha. 2 lon dừa này là bằng 8 phần lít. Có nghĩa là tất cả là 2 lít nước. Bật lửa lên. Tiếp theo là mình bỏ đường vô ha. Bây giờ sau khi đậu nó sôi rồi á, mình tán nó ra đều rồi á các bạn. Bây giờ cũng vậy nó muốn đóng ở dưới. Thì mình sẽ bỏ vào, đổ vào nước dứa, nước lá dứa ha. Dạ mình tắt lửa. Nó sôi rồi tắt lửa ha. Rồi đậu xanh lá dứa của mình đã xong.